tình nghệ sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời lời Việt thương ngàn năm văn hiến đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát khúc ca mẹ. Cao Minh Hưng xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài ABC TV. Một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình câu lạc bộ từ nghệ sĩ Talk Show. Và chương trình này phát hành hàng tuần vào mỗi chiều Chủ nhật lúc 3 giờ cũng như là sáng thứ ba lúc 9 giờ 30. Thực hiện chương trình này chúng tôi nhằm mục đích là giới thiệu những chương trình sinh hoạt của các anh chị em nghệ sĩ cũng như là những chương trình sinh hoạt hữu ích trong cộng đồng. Kính thưa quý vị, nói đến sự sinh hoạt, dấn thân sinh hoạt cho cộng đồng chúng ta thì chương trình ngày hôm nay chúng tôi đặc biệt có một vị khách mà khi mà Cao Minh Hưng giới thiệu thì khuôn mặt của anh, những cái quá trình hoạt động của anh đã luôn luôn gắn bó với cộng đồng Việt Nam chúng ta từ rất nhiều năm vừa qua. Cái đó không ai khác hơn chính là luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Vâng. Cao Minh Hưng xin trân trọng mến chào anh và mời anh trở lại chào quý vị khán giả của anh. Vâng, cảm ơn Cao Minh Hưng đã có cho chúng tôi cái cơ hội này để đến cùng với quý khán giả trong chương trình câu lạc bộ tình nghệ sĩ Talk Show trên IBC. Và cá nhân chúng tôi cũng rất là quý Cao Minh Hưng qua những sinh hoạt của anh và trong những cái gọi như là những cái tháng cuối năm này thì chúng ta cũng mong nhớ đến một cái người đàn anh, một vị cố vấn rất là dễ thương trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ, nhạc sĩ Anh Bằng. Thì đúng rồi. Cũng đã coi như là chia tay chúng ta cách đây 3 năm, nhưng mà trong cái tinh thần mà nhạc sĩ Anh Bằng đã nhìn ra cái tinh thần của Cao Minh Hưng để mà đẩy những cái sinh hoạt câu lạc bộ tình nghệ sĩ, đóng góp rất nhiều trong cái sinh hoạt của cộng đồng Cao Minh Hưng. Rất là cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, thì nhắc đến luật sư Nghĩa, chúng ta biết anh đã từng là cựu chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali và hiện nay anh là chủ tịch của Hội Đình Hùng cũng như là phong trào Hưng Cha của miền Nam Cali. Thì trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta đặc biệt giới thiệu về chương trình để gây quỹ xây dựng Đình Hùng, phải không thưa anh? Vâng. Thì nhắc đến chương trình này thì được biết anh là chủ tịch của Hội Đình Hùng, thì anh có thể sơ lược Hội Đình Hùng đã ra đời từ lúc nào và từ đó đến nay có những cái hoạt động như thế nào và hướng sắp tới là gây quỹ xây dựng Đình Hùng, cái mục đích của cái chương trình đó thưa anh? Vâng, cái cũng điều đặc biệt là có thể nói khi mà Nghĩa ấy nhận cái trách vụ là hội trưởng Hội Đền Hùng thì có thể là cái người hội trưởng Hội Đền Hùng trẻ nhất ở của chúng ta từ trong nước ra đến hải ngoại. Tại vì Cam Hưng biết rằng cái sinh hoạt của Hội Đền Hùng thường là chúng ta thấy là các vị mà coi như lão niên nhiều hơn. Thì và Nghĩa cũng có rất là có duyên với cái sinh hoạt của Đền Hùng. Nhớ đến cái ngày mà còn là sinh viên tại UCLA năm 1978, Cao Minh Hưng là đã coi như là cũng với cái hội cao niên Việt Nam thời bấy giờ với cái, các cụ Khiêm cũng như là đã tổ chức cái chương trình dỗ quốc tổ đầu tiên ngay tại Santana từ hồi năm 1980 đó. Và Hội Thần Hùng hải ngoại thì thành lập coi như từ năm 2006. Nhưng mà cái đặc biệt có thể nói rằng là lúc đó thì hội được có cái duyên là được bà Âu Tiên Nguyễn Thị Đức coi như là gửi lại cái đất nước thiên mà cụ đã ra tới đền thờ của quốc tổ ở ngay Phú Thọ đó. Khi mà cụ rời đất nước Việt Nam đó, thì mang đi và cụ mong mỏi rằng là giữ những cái đó để mong một cái ngày trở về đó. Thì Hội Đền Hùng hải ngoại từ năm 2006 thì được cái sự có thể nói là hân hạnh được đang giữ được cái đất nước thiên đó, và mỗi hàng năm trong những cái dịp mà diễn hành Tết khi Hội Đền Hùng tham dự thì chúng ta cũng đều mang theo đất nước thiên đó. Thì trong suốt những cái năm sinh hoạt như vậy thì Hội Đền Hùng hải ngoại lúc đó cũng rất là ưu tư về cái chuyện thành lập đền thờ quốc tổ và đã dự trù thành lập đền thờ quốc tổ từ năm 2010 đó. Nhưng mà vì lúc đó thì Cao Minh Hưng nhớ rằng là chúng ta đang cố gắng để mà kêu gọi các cộng đồng lúc đó ngồi lại với nhau để thành lập một cộng đồng á, rồi không thành lập được, không thực hiện được, bởi vì lúc đó thì chỉ có mỗi bên cộng đồng của anh Nguyễn Tân Lạc đến tham dự thôi, còn bên cộng đồng của chị Minh Nguyệt thì cũng có những cái vấn đề chúng ta cũng rất tôn trọng. Thì lúc đó thì đưa ra đến cái việc mà tổ chức cái cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali từ 2010, cho nên trong suốt 5 năm sau đó thì cũng rất bận rộn với những công tác của trong cộng đồng, thành ra cái dự án đó mình không thể nào làm được vừa cái đền thờ quốc tổ mà lại là một cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Cho đến bây giờ thì chúng tôi thấy rằng là cái việc để mà thực hiện một cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng trong đó có đền thờ quốc tổ thì nó hơi khó.
Cho nên trong hai cái riêng. Đúng rồi, cho nên trong tháng 6 vừa rồi đó thì chúng tôi cũng có mở tổ chức một cái buổi đại hội khoáng đại thì để thành lập cái ủy ban xây dựng đền thờ Quốc Tổ, và lúc đó thì tất cả các đại diện của các quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các hội đoàn cũng tín nhiệm cho chúng tôi trong cái vai trò là trưởng ban điều hợp đó. Thì ban điều hợp cũng đã coi như là thành lập từ hồi tháng 6 năm nay. Cho đến bây giờ thì tất cả những cái vấn đề thủ tục giấy tờ với liên bang cũng như tiểu bang thì đã thành lập xong. Và cái đặc biệt thì chúng tôi không nghĩ đến một cái mô thức mà ngày xưa mơ mộng, tức là mình mong một cái nơi đền thờ Quốc Tổ mà trong đó chúng ta làm cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng để hỗ trợ tất cả những sinh hoạt trong cộng đồng chúng ta đó, thì không thực hiện được. Trên cái bước kế tiếp chỉ là một cái kế hoạch vừa phải thôi. Có thể giống như là ngày xưa chúng ta thấy học hỏi từ các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, đây là nhiều khi họ xây dựng một cái ngôi chùa hoặc là một cái thánh thất vừa vừa thôi, cho đến khi mà có cái cơ hội mình sẽ lớn. Cho nên nhưng mà nói đến những chuyện xây cất như vậy thì chúng ta phải nghĩ đến cái sự đóng góp của những người, của toàn thể người dân. Thì vấn đề tiền bạc nó rất là phải rất là rõ ràng và phải rất là kỹ lưỡng. Cho nên ủy ban cũng có mời coi như là hai văn phòng CPA để lo về những cái tiền bạc đó. Và hiện tại bây giờ thì mặc dù chưa có thành lập nhưng mà quỹ cũng đang có được khoảng chừng nghĩa là $5,000 để mà coi như là bắt đầu. Và trong những cái công việc sắp tới thì là chúng ta sẽ có nhiều những chương trình kế hoạch để mà xây dựng. Thì cái đặc biệt có như trình qua với lại Cao Minh Hưng thì chúng ta thấy rằng là hiện tại thì ủy ban cũng có sự hợp tác của nhiều những cái người mà làm việc trong ngành địa ốc đó. Thì chúng ta đang tìm những cái ngôi nhà mà đặc biệt là gần những cái công viên hoặc là gần những cái trường học để khi chúng ta tổ chức những cái chương trình đại lễ đó thì nó cũng dễ để tổ chức hơn. Và đặc biệt nếu mà chúng ta tìm được những cái cơ sở đó ngay tại thành phố Westminster kế đến là Garden Grove. Như vậy cái chương trình ngày 6 tháng 1 đây là cái chương trình gây quỹ đầu tiên sẽ được tổ chức tại Seafood số 2, phải không anh? Vâng, Diamond Seafood số 2. Trước khi chúng ta bước vào phần 2 của chương trình thì anh có thể nhắc số điện thoại để quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay có thể liên lạc để đến để chúng ta góp sức trong cái việc xây dựng đền hùng ở Hawaii, thưa anh. Dạ vâng, cái số điện thoại thì quý vị có thể liên lạc là 714-423-8888. Và coi như trong cái thời gian này thì gần như là hàng tuần chúng ta có những cái buổi họp đó để chuẩn bị cho cái chương trình gây quỹ và ra mắt ủy ban vào ngày 6 tháng Giêng sắp tới 2019 ngay tại nhà hàng Seafood Diamond Seafood 2 ngay trên đường Brookhurst với lại góc Chapman. Trong cái khu Citibank. Kính thưa quý vị, để thay đổi không khí một chút xíu, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một màn trình diễn văn nghệ trong những cái tà áo dài chúng ta trong cái công việc cố gắng giữ gìn cái bản sắc, cái nền văn hóa của dân tộc Việt Nam. Và xin quý vị vẫn giữ làn sóng để phần 2 của chương trình, chúng tôi sẽ đặt thêm một số câu hỏi về buổi gây quỹ sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng 1 lúc mấy giờ chiều anh? 6 giờ chiều. 6 giờ chiều sắp tới đây, sau một vài thông tin thương mại đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay.
trời. Về nơi đây cùng hát vang lời, lời Việt thương ngàn năm văn hiến, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng.